Đây cho mọi người thấy này, cảnh đúng là rừng núi luôn mọi người. Đây ở dưới này sẽ là một khe suối mọi người nhá. Đó, em cũng ra đây cho mọi người xem khung cảnh một xíu này. Ở bên này có chỗ này xưa này. Đó. Các sư cũng đang đi kiếm chỗ để thọ thực bữa sáng mọi người. Đây là một cái khung cảnh mọi người thấy đúng là thiên nhiên luôn đấy. Đó, không một ai đi cùng cả. Các sư là vẫn đang di chuyển một mình ở trên đường. Hai sư đang di chuyển tìm chỗ thọ thực cả mọi người. Đó, em cũng đi qua cho mọi người xem đến nơi đó, thì các thầy ngồi thì em cũng sẽ di chuyển để các thầy thọ thực tự nhiên nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Ở đây thì không có ai cả. Một đoạn đường rất là vắng. Đó, các thầy cũng di chuyển qua đường. Ở bên này không có chỗ nào ngồi ấy chứ sư. À, có hàng rào rồi. Hàng rào rồi. Xem có đường là xuống. Chắc cái đường mòn mòn kia chắc có khi xuống suối. Đây cái đường mòn là chắc là có đường xuống suối mọi người. Đường này xuống em có chỗ nào. Đường hai bên đều là cỏ cây không à mọi người. Con đường xuống chắc đường này xuống suối các mọi người. Đó, đúng không? Wow, đây con đường đi xuống suối. Wow, đường đi quá đẹp luôn đúng không? Thấy xuống suối rồi. Đây, đây con đường này là dẫn xuống một cái khu bờ suối. Rất là mát luôn đó mọi người. Ngồi ở gốc cây khế này, đường này sư này. Đó. Đó, dưới này đang có một chỗ gốc cây khế. Đây cho mọi người thấy này. Cảnh đúng là rừng núi luôn mọi người. Đây ở dưới này sẽ là một khe suối mọi người nhá. Đó, em cũng ra đây cho mọi người xem khung cảnh một xíu này. Wow, cảnh đẹp quá. Ôi ôi, cảnh đẹp quá mọi người ơi. Đây. Trời ơi, cảnh thiên nhiên cũng quá đẹp luôn. Đó, đây mọi người, đây là một con suối này. Đó, đây các sư thì cũng đang ngồi ở bên rừng. Đang ngồi bên khu rừng mọi người nhá. Thọ thực bữa sáng ở đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Hôm nay ngồi ở đây là trong lành lắm á các sư ạ. Toàn cây xanh cơ. Đây, sư Nhân Trí đây cũng đi thọ thực bữa sáng, cũng có người dân đấy. Ở đây cũng rất là tuyệt vời bởi vì ở đây là một cái ngôi làng, giống như là ở đây là người đồng bào ấy, đồng bào dân tộc thiểu số ấy, mọi người. Nhưng mà đi thọ thực bữa sáng cũng khó đấy, các sư cũng phải đi quay ngược trở lại. Đó, quay ngược trở lại thì mới có thọ thực được của người dân ấy. Thì bây giờ cũng đang dừng lại ở đây một cái ven đường. Đó, một cái cảnh rất là đẹp luôn đó mọi người. Đó, bên này là một cái khu bờ suối cho mọi người xem quang cảnh một chút nha. Và khi nào các thầy thọ thực thì em sẽ di chuyển ra ngoài, mọi người cũng yên tâm. Đó, đây khu vực đây cho mọi người xem cây cối này. Đó, hôm nay thì trời cũng hửng nắng rồi mọi người này, không có sợ mưa nhá. Em chỉ lo trời mưa mà đêm qua, à quên chứ, đêm qua trời mưa rồi các sư ngủ sao được ạ.
Đêm qua trời mưa là cái thầy ngủ ra được này. Trùm bạt lên đấy. À trùm bạt, nhưng mà mưa hôm qua mưa cả đêm mà không thầy? Mưa nửa đêm thôi. Trời, mưa nửa đêm. Đó, nên là cũng mà có người cũng không bị ứa. Đêm qua cũng nhiều người cũng nhắn tin ở trong hỏi là ủa các thầy ngủ trên rừng vậy mưa rồi làm sao được. Đó. Nên là hôm qua là cho mọi người biết rằng là đêm qua trời mưa. Đó là các thầy cũng phải là trùm bạt lên mới ngồi được, mới mới có thể nằm được các mọi người. Đó, rồi bây giờ các thầy cũng đang chuẩn bị thọ thực bữa sáng ấy. Em cũng ra đây ngồi người xem một xíu xíu nữa, rồi em cũng sẽ di chuyển ra bên ngoài để cho các thầy thọ thực bữa sáng được tự nhiên mọi người nhá. Đó, ở đây cũng có bánh, nước lọc, nước suối, đậu phộng, có xôi. À xôi có chè nữa, chị kia có cho chè nữa. Có chè. Dạ có chè nữa. Đó, đây có bánh. Đó, đây là những toàn là những thực phẩm chay á mọi người. Đó, người dân ở đây họ cũng biết là các thư đi qua thì cũng có người cũng buổi sáng sớm cũng chuẩn bị, thì đây cũng là một điều tuyệt vời. Chứ ở trên đây là những ngôi làng thôi thì rất khó để có thể đi thọ thực được bữa sáng mọi người. Nhưng mà người dân họ cũng biết đấy, họ có người dậy từ sáng 4-5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho các sư rồi. Đấy là một cái điều tuyệt vời của người dân ở nơi đây. Rồi bây giờ các thầy sẽ chuẩn bị thọ thực bữa sáng mọi người nhé. Em cũng sẽ chuẩn bị đi ra bên ngoài, lúc nào các thầy thọ thực xong thì em sẽ di chuyển. Rồi các thầy dùng bữa sáng nhé. Em xin phép anh ra bên ngoài. Rồi các thầy dùng bữa sáng mọi người. Nên là em cũng sẽ đó. À, đến một cái khu đây cho mọi người xem này, cây cối không à, mọi người thấy không, cảnh đẹp không? Đó thì khi các thầy dùng bữa sáng thì em cũng sẽ di chuyển ra bên ngoài, thì các thầy sẽ ăn uống và vệ sinh buổi sáng được tự do, không có ai quấy rầy cả, mọi người thấy không? Đó cảnh đây là toàn là cây cối thôi, đó, quang cảnh này. Nên là em cũng chỉ cập nhật cho mọi người biết là các thầy dùng bữa sáng, không cho mọi người biết ở đâu sẽ tốt hơn cho các thầy. Đó, ở đây mọi người thấy không? Người dân đi qua cũng không biết, không thấy luôn. Đó, để cho mọi người cũng yên tâm. Này, khu vực này cũng cây cối, hoa lá nhiều mọi người. Đó, ở đây cũng khu vực này cũng nhiều hoa lá này. Đó. Sáng nay các thầy thọ thực ở bên này thì cũng là điều tuyệt vời đó. Đây, ở bên dưới này thì là cái khu suối, một con suối mọi người nhé. Đây cảnh rất là đẹp luôn. Đó, trời bây giờ còn chưa sáng mấy, mới có 5:30 6 giờ kém thôi. Rồi xíu nữa các thầy dùng bữa xong thì em sẽ tiếp tục quay tất cả mọi người xem mọi người nhé. Giờ thì em đi ở phía dưới, rồi lúc nào các sư rồi dùng bữa sáng xong em lại tiếp tục lên đây quay tất cả mọi người xem, nên là mọi người cũng cứ yên tâm đợi chờ. Để khi nào các thầy di chuyển thì em sẽ tiếp tục quay. Bây giờ thì em cũng sáng nay á, à đây mọi người này, sáng nay cũng có một chị cho em một hộp xôi nên em phải cất vào đây. Bởi vì nói với mọi người là ở trên này đồ ăn cũng quý lắm. Bây giờ không có hộp xôi này thì không biết sáng nay ăn gì luôn á. Đó, nên là sáng nay cũng có một hộp xôi này thì đấy cũng là điều tuyệt vời rồi. Chứ bây giờ nếu như mà đi ra đến chỗ xa lắm. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đó, một cái hình ảnh mọi người có thể thấy rằng là rất là trong lành của buổi sáng, không có một ai đi cùng cả. Mọi người thấy không? Đây có sư Nhân Trí. Sư Nhân Trí với sư Minh Thành. Đó, cho mọi người thấy con đường đi này. Không có một người nào đi phía sau cả, không có một người đi phía trước cả. Đây. Ở bên này này có chỗ ngồi này sư này. Rồi hình ảnh phía xa kia thì đang có sư Nhân Trí với sư Minh Thành. Đó, cũng đang tiếp tục di chuyển đây mọi người. Đó, sau khi đi khất thực đồ ăn xong thì các sư cũng sẽ di chuyển mọi người nhé. Đó, đến đây là đó để thọ thực bữa sáng. À, cho mọi người xem. Giờ hai sư đang kiếm chỗ để thọ thực bữa sáng. Đó mặt trời vào mắt luôn. Mình
sáng có cây rồi là mình hướng cái mặt về phía tây, mình hướng cái mặt về phía tây, không được đâu, đó nó chiếu vào đấy. Sư vẫn đang bước đi để tìm chỗ thảo thực bữa sáng mọi người nhé.